Dạy con làm quan. Hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Các trò có thể ra về, mai chúng ta sẽ học tiếp. Vâng ạ, chúng con chào thầy ạ. Về thôi. Các cậu ơi, xem này, nó còn ở lại ôn bài đấy. Chỉ là con của quan thứ phẩm Tép Riêu thôi mà cũng đòi. Cố thì cũng ít gì chứ. Hả? Đúng đấy, phải là con quan thượng thư bộ lại như cậu thì mới xứng chứ. Nó học lồi mắt ra cũng chẳng theo kịp được mình. Sau này cùng lắm là làm quan quản ngục như cha nó là cùng chứ gì. Về thôi. Con chào cha ạ. Hoàng Dương, mau ngồi xuống đây cha bảo. Dạ. Sớm mai hoàng thượng sẽ ngự giá lớp học của các con đấy. Thật ạ cha. Con cần phải biết, đây không phải là chuyện bình thường, mà là một chuyện rất lớn. Ngày mai, con phải cho hoàng thượng thấy con là đứa trẻ thông minh, kiệt xuất đến thế nào. Nhớ chưa? Việc này sẽ ảnh hưởng tới cả tương lai sau này của con đấy. Cha ơi, vậy con sẽ phải làm gì ạ? Cha đã nói khó để biết được câu đối mà quốc sư sẽ hỏi các con ngày mai. Tới lúc đó, con chỉ cần nhanh tay xung phong, làm cho hoàng thượng thấy con thông minh, nhanh trí thế nào là được. Thật ạ? Thưa cha, vậy thì xin cha cứ yên tâm. Con nhất định không làm cha phải hổ thẹn. Con là con của quan thượng thư bộ lại cơ mà. Tốt lắm. Hoàng thượng giá lâm. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trẫm miễn lễ, các khanh bình thân. Quốc sư nói quả là không sai. Những học trò này trông ai cũng thật lanh lợi, sáng sủa. Dạ, bẩm hoàng thượng, những cậu học trò này không những rất lanh lợi, sáng sủa mà còn rất thông minh, nhanh trí. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã rất thông thạo kinh sách thánh hiền đấy ạ. Bởi vậy ta mới hy vọng mai đây khi lớn lên, các trò này sẽ trở thành những công thần cùng ta xây dựng đất nước. Dạ, thần có ý này. Hay là nhân đây, xin hoàng thượng hãy thử tài đối đáp của những cậu học trò này. Giờ thần sẽ ra một câu đối, các học trò sẽ trổ tài đối lại cho hoàng thượng nghe, được không ạ? Sắp tới lúc thể hiện rồi đây. Ồ, ý hay đấy. Mà phải rồi, hôm nay ta có thời gian rảnh, hãy để ta ra hẳn một đề bài thử tài các trò nhỏ xem sao. Hả? Chết rồi, sắp hết giờ rồi. Làm sao đây? Bài này ở trong quyển nào nhỉ? Sao mình không nhớ gì chứ? Cậu có biết câu trả lời không? Dạ, thưa hoàng thượng, trò đã hoàn thành. Tốt lắm. Các trò khác đã xong chưa? Sắp hết giờ rồi. Mình đường đường là con quan thượng thư, vai vế cao nhất lớp, không thể không biết đối được. Nhưng câu này đối thế nào đây? Thì ra bấy lâu mình được điểm cao là toàn nhờ cái bóng của cha. Sự tích cây roi. Ngày xưa có một người thầy nổi tiếng là dạy giỏi và hiền lành. Tiếng lành đồn xa. Một hôm có ba người trẻ tuổi đến xin ông nhận vào học. Hai anh là con nhà nghèo, còn một anh là con nhà giàu, không muốn học nhưng bị bố bắt ép. Học thầy thì phải học cái hay, cái tốt trước, rồi sau mới học cái chữ, cái nghĩa. Học giỏi thì được khen, học kém thì phải phạt. Dạ. Thầy không phạt bằng roi. Thầy có con ốc này thay cho roi, nên thầy gọi nó là con ốc roi. Học giỏi thì nó sáng lên như đèn, học kém
thì nó sẽ đen dần lại như than. Ba người học trò học được một năm thì ba con ốc đã đổi thành ba màu khác hẳn. Hai anh con nhà nghèo thì con ốc đeo ở cổ ngày càng sáng ra. Một con sáng trắng, một con sáng hồng. Còn con ốc của anh nhà giàu thì cứ đen dần và ngày càng đen thẫm lại. Hai anh con nhà nghèo vừa làm thuê kiếm sống vừa đến học thầy. Hai anh học giỏi lại biết đối xử với mọi người rất tử tế và lễ độ. Còn anh con nhà giàu thì mãi say mê rượu chè, trai gái. Ngay cả với thầy, anh ta cũng chê và nói xấu. Cha có biết lão thầy ấy nói cha thế nào không? Sao? Nói gì ta nào? Lão ta nói con học kém vì cha ngu dốt, mò khắp người cha cũng không kiếm được lấy nửa chữ. Được, dám khinh thường ta. Để rồi, lão sẽ biết tay. Này thì tội dám nói xấu ông chủ của ta này. Cho ngươi cháy thành than luôn, cho hết luôn cả chỗ dạy học nữa. Ôi, nhà của thầy cháy rồi, ba cứu thầy tôi. Trời ơi, nhà của thầy cháy rồi, thầy biết sống sao đây? Thưa thầy, nhà con tuy nghèo, nhưng cũng có một túp lều ở tạm. Nếu thầy không chê, thầy hãy tới nhà của con ở. Trời, học hành đúng thật là đau đầu, ta không học nữa. Còn mày nữa, tao cứ đen ngòm thế này. Đã thế tao vứt đi, đeo thế này cho bẩn người. Ôi, sao tự dưng lại đau thế này? Công tử, người sao vậy? Ta không thể thở được. Ôi, công tử, có ai không? Công tử chết rồi. Không hiểu tên thầy đồ ấy yểm bùa gì vào con ốc mà làm con ta chết oan như vậy. Người đâu? Ngươi đến nhà, lôi lão ấy đến đây cho ta hỏi tội. Để ta xem, chúng đang nói chuyện gì nào. Hai con hãy nói thật cho thầy rõ, vì sao con ốc của hai con này sáng trắng, con kia lại sáng hồng. Thưa thầy, chúng con cũng không hiểu vì sao ạ. Thôi, con không phải giấu thầy nữa. Có phải con là con gái giả trai không? Cái gì? Thưa thầy, vì phép vua không cho con gái đi thi, nên con đành phải làm như vậy. Thầy biết, nếu để lộ ra thì con sẽ bị tội chém đầu. Thầy biết hai con là người tài giỏi, thầy sẽ giấu kín việc này. Thầy tin là sau này, hai con sẽ giúp ích lớn cho đời. Con cảm ơn thầy ạ. Được rồi, tin hay đây. Được rồi, cứ để cho các ngươi lên kinh ứng thi đi. Lúc đó, tội chết có thoát đằng trời. Hai người học trò nghèo lên kinh đi thi. Người con gái đỗ nhất, người con trai đỗ nhì. Chúng ta đỗ rồi. Bảng vàng vừa treo lên, thì tên nhà giàu cũng kịp nhờ người tâu với nhà vua là ba thầy trò nhà kia dám chống lại lệnh vua. Cũng may là ở trong cung, có một cụ già giữ ngựa, cụ rất ghét tên vua độc ác. Nên cụ nhờ người báo tin cho hai người học trò nghèo biết chuyện không hay xảy ra. Thầy rất hiểu lòng và rất quý hai con. Hai con hãy trốn đi, nghe thầy. Đời thầy chỉ có nghề dạy học và chuối ốc này. Thầy cho hai con để hai con tiếp tục nghề của thầy. Thầy ơi! Hai người lánh vào một khu rừng ít người lui tới. Về sau, khi tên vua tàn ác bị giết và một vị hoàng tử được nhân dân quý mến lên thay, thì hai người lại vâng theo lời thầy dạy trở về làng mở lớp dạy học. Họ sống một cuộc sống vui vẻ với việc dạy học. Khi hai người chết đi, họ nằm cạnh nhau và từ mộ hai người mọc lên hai mầm cây rất đẹp. Và khi cây ra hoa, kết quả, thì đó là một thứ quả lạ, nhìn giống như những con ốc roi ngày nào. Người ta gọi đó là quả roi. Khỉ con ngốc nghếch.
Mẹ ơi, mẹ ốm thế này rồi thì ở nhà đi ạ. À, không được đâu, mẹ phải đi. Nhà mình chẳng còn gì để ăn nữa rồi. Hai hôm liền con chưa được ăn bữa nào no bụng rồi. Mẹ đang ốm vậy, con không thể để mẹ ra ngoài được. Lần này con sẽ đi mẹ ạ. Xin mẹ hãy tin tưởng ở con. Nhưng chân con như vậy, làm sao có thể trèo cây hái quả được? Sẽ rất nguy hiểm. Không sao đâu mẹ, nhất định con sẽ tìm được cách. Wow, nhìn đã chín chưa kìa, tuyệt quá đi. Ây da, của tôi. May quá, có quả rơi ngay dưới đất cho mình này, đỡ phải leo lên cây rồi. Của tôi. Này, cậu ta không lấy quả to mà lại nhặt quả bé kìa. Có phải cậu ta bị ngốc không? Xem kìa, cậu ta có một cái chân bé tí tẹo. Chân bé tí, não cũng bé tí luôn. Đúng là đồ ngốc. Phải thử cậu ta thì mới chắc được. Đúng đấy, thử đi. Này cậu kia, chào các bạn. Tớ có hai trái này, cho cậu một trái. Cậu chọn trái nào? Tôi chọn trái này. Đúng là cậu ta ngốc thật mà. Buồn cười quá đi mất. Thử lại một lần nữa nhé. Trong hai quả này, cậu chọn quả nào? Quả này. Sao lại có đứa ngốc nghếch thế cơ chứ? Mẹ ơi, con về rồi. Mẹ xem con kiếm được nhiều trái cây chưa này. Mẹ ơi, mẹ ăn đi cho chóng khỏi ốm. Ôi, sao con kiếm được nhiều thế? Con của mẹ giỏi quá. Nhà cậu ta đây này, gọi cậu ta ra đi. Khỉ con ơi. Ồ, tớ đây, có chuyện gì thế các bạn? Tớ cho cậu một trong hai chùm này, cậu chọn đi. Mình thích chùm này, thích chùm này. Đấy, thấy chưa? Đúng là khỉ con ngốc nghếch, ngốc quá. Ôi, cậu đúng là đồ ngốc. Bạn khỉ còi đây rồi. Chào hai bạn thỏ. Các bạn tìm tôi ư? Để xem nhé. Chúng mình cho cậu một củ đấy. Cậu chọn củ nào? Mình thích củ này. Đấy, đúng là ngốc mà. Buồn cười chết mất. Tôi đến nhà khỉ con rồi. Đúng là cậu ta ngốc lắm. Cậu ta chọn cây bắp cải nhỏ chứ. Tớ không tin trên đời lại có kẻ ngốc như thế. Tớ phải đi hái quả để thử cậu ta thì mới tin được. Cho bạn một chùm đấy. Bạn chọn đi. Thấy chưa? Giờ thì các bạn tin chưa? Chúng tớ cũng có trái cây cho cậu này. Cậu thích trái nào? Ra là ngốc thật. Sao lại đi chọn củ bé chứ? Quả đúng là cậu ta ngốc thật. Cậu ấy đúng là ngốc nhất khu rừng này. Mẹ ơi, ăn tối thôi. Khỉ con à, rõ là trái to ngon hơn. Sao con cứ thích trái bé? Để các bạn cười nhạo là khỉ còi ngốc nghếch như vậy hả con? Mẹ ơi, các bạn cứ cười con ngốc, nhưng các bạn ấy mới là kẻ ngốc. Sao lại thế? Mẹ nhìn xem, họ ngốc vì nghĩ con là kẻ ngốc, nên mới kiếm về cho mẹ con ta bao nhiêu là thức ăn thế này. Con chẳng cần mất sức đi tìm nữa. Con của mẹ thật là thông minh. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.